gà nướng. Gà nướng với cái gì? Gì vậy? Con gương gà. Lương có xả các bạn ơi. Nè, đây đây. Lương xả ngon lắm. Chà, gắp cái đuôi ấy cho chà. Cái đuôi con gà đi. Cái đuôi con lươn trong này nè. Nó chín lắm. Ăn kỹ, ăn lắm chín chút con người. Ủa sao nó sôi chứ? Ủa? Anh hỏi nó đây. Chị hút gà nó đi. Nè. Đây. Má bà ăn đường nha, đừng mừng nha. Thôi ăn đường nha. Ăn thôi. Đúng rồi. Cái gà đó, các bạn. Siêu ngon. Cái này là lương xào xá lóc mà tới chiều mới ăn. Cứ ăn chiều đi. Chứ ăn cái này nó đâu có bún hương. Cứ nhà ngoài có cái chai sạch ở cái sạch nằm đây. Cứ ngựa bò bà hổ. Mà các bạn nè, dù lẩu với mình đang rổ cá thác lát bầm các bạn với bò dầu riêng. Mà các bạn nè, lẩu với bún mà còn cát để riêng cho tôi để sáng đi ăn bún cá đó các bạn. Cái chào ra rồi này. Em về sẵn cái lẩu nha. Ủa, thái nước nhiều rồi sao nó trượt xuống à, một chút nữa mới sao cá này cái mình đem về cũng ăn các bạn, ăn nhiều rau rác quá ăn nó tốt. Cơm chứ không ăn này nữa nha. Ừ. Ừ, mẹ nó cứ để em ngồi lại. Sao lẩu mẹ ăn chiều ăn cứ khác giờ. Chắc rồi. Biết các bạn thấy không, nhà chắc rồi. Thì nói thiệt các bạn đi. Các cái mà cái bà tử ha, có vấn đề nhưng mà tôi ấm. Bởi vì ăn cơm uống nước ngọt mà, uống nước ngọt cho nó ở đi. Ai nói nước ngọt bị này kia tôi bị là bị. Rồi ở nhà uống bình thường vậy đó. Mình cầm trái quả ra nghe, mình cầm trái gì. Mình cầm bún cá chợ rồi. Chứ không có nhập viện à. Giờ là gì ăn mì. Ăn nó không được. Không được. Cô để nhiều lắm rồi. Một tháng 20 ngàn, một con 20 ngàn. Tháng nhiều quá con cũng nổi. Cái đuôi đó chàng, cái đuôi một cái nữa đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuối nè, canh tư nè, có trơn. Dạ, mình làm gì ha? Làm gì vừa, vừa ăn hay qua ăn không, làm như. Người lên đây, nhìn xong mình làm, mình lên clip, mình làm chút chút thôi. Tại mình ăn nó ăn hết. Đúng rồi, ăn không nổi. Cái cháo mình nó có nhỏ nhỏ đó ba, nó không chịu ăn theo cái khẩu vị của mình. Cá đuôi hồng chiên nha, cá đuôi phê chiên thịt nạc, chiên thịt thiết rồi giòn đó, cái nào nó thích. Mình làm có lắp lớn một lẩu chị chưa ăn đồ nướng, cá nướng cá nướng nướng cá đồi nướng đồ chè cũng ăn nó đồ chè ăn nó có mùi vị. Một cái máy hấp này đó các bạn, có hấp gì vậy, lâu lâu rồi chứ nó kia mấy cái hấp thịt da cứng giờ mùi vị không có, không thơm nó vậy. Nước bây giờ nó ăn ra khẩu vị của nó rồi. Tôi la tôi mới cho ăn thịt với tôm với tép với đồ nhiều ăn đồ nó nhiều quá, đồ đó tốt đâu các bạn. Sao mày cỡ rồi lớn lớn quốc chưa? Đó ngoài để đi. Vậy bây giờ bật một cái cho nóng hay không? Nóng không hay khỏi? Cho ăn ăn cơm, ăn cơm. Nước nữa không? Còn nước nè. Nước đi. Nước thôi sao? Không còn nóng quá trời. Nước này nó có mùi vị, hiểu không? Còn nước nãy giờ con ăn thì nó nguội rồi, hiểu không? Đó. Hết ăn nó nóng không? Rồi bà nhìn luôn mình nha. Rồi mày nhiên nó gắt vô đi nha anh em đây. Phải cho ổ bánh mì ngon một bạn. Ổ mì. Ổ mì ăn ăn rau, ăn rau, ăn rau có đậu mũi vậy. Con nhả hết ra. Bỏ hết ra. Các bạn biết không, bún cá, cá lóc nuôi. Cá lóc nằm đầu thì mua nổi. Má bà nhìn, má bà nhìn một bò viên nha. Má bà nhìn bò viên. Ăn ăn bún cá chỉ có lên cạnh trên cái bát nấu rất là ngon, cái chiêu đó là trên hình đó nấu ngon biết điểm nào không. Còn ở vùng quê nè chỉ học lớn lớn nhái thôi chứ không ngon ăn thịt hết. Cái ngon quá. Một tô bình dân các bạn có 15 ngàn cái nhiêu. Nhưng mà ví dụ mình muốn đem một vịt hay thế này kia rồi ví dụ như đó. Hai chục vịt lộn, lột ra luôn, để vô. Cũng nói là muốn chả chiên để vô thêm. Trong này mà mặn mặn này thôi. Cái đậu tết cứ hạt chục. Mặn ngon, cay. Nó không có bỡ ngàn một đó, đỏ luôn nhọn. Chăn ra luôn, mất vừa chậm ha. Cái mì mừng à, mà mình diễn. Vừa nó chưa đòi để thịt, tôi không chịu. Để chả lụa với cái mại vô trong xả tôi rồi sẽ hết tiêu. Đừng để vô leo đồ cải chua gì cho. Để nó đi. Họ làm ghét thì em thích mừng ngàn. Bên chợ mình trên chợ người ta 7 ngàn. Ngon cực kỳ. Ngỡ lắm đó. Còn mình mua mừng nó để thêm 2-3 miếng chả lụa vậy. Chắc miếng chả lụa như cái đũa dùng quê mà các bạn. Đâu lại miếng bự bự. Được rồi. Có rồi. Cái bột mà ra xe trí ăn chung sao nhé, sáng đẹp cũng chiêu lắm nha các bạn.